Chữa lành làn da sâu mụn, giúp nhanh tái tạo da mềm mại và mịn màng, hãy dùng Clear Magic Sika. Đặt hàng ngay tại Sin Cosmetic, điện thoại 0945818355. Xin chào các bạn, bây giờ sẽ là những tin chính trong buổi sáng ngày thứ hai, ngày 22 tháng 6. Hành quân đến sân vận động Anoeta thuộc vòng 30 La Liga, thầy trò Zidane hướng đến mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn nhằm chiếm ngôi đầu bảng, và họ đã làm được. Dù chiến thắng này có phần nhọc nhằn, những người lập công cho kèn kèn trắng là đội trưởng Sergio Ramos và tiền đạo Benzema. Đội chủ nhà Real Sociedad có được bàn thắng danh dự do công của Mikel Merino. Thắng nhọc nhằn 2-1, Real Madrid săn bằng cách biệt điểm số với Barcelona. Kèn kèn trắng vượt qua kình địch để chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng La Liga nhiều hơn thành tích đối đầu. Real Madrid hòa 1 và thắng 1 trước Barca ở La Liga mùa này. Cũng trong đêm qua tại vòng 30 La Liga, Celta Vigo đã có được chiến thắng 6 sao trước Alaves và Valencia có được chiến thắng 2-0 trước Osasuna. Đối đầu đối thủ Aston Villa với hàng phòng ngự chắc chắn, Chelsea đã bất lực trong việc tìm đến khung thành của đối thủ trong hiệp 1. Phút 43, từ quả tạt bên cánh phải, trung vệ Conny House băng vào tung hai cú dứt điểm liên tiếp ở cự ly gần đánh bại thủ thành Kepa. Sang hiệp 2, Chelsea đã duy trì sức ép lớn và điều gì đến cũng đã đến. Họ có được bàn thắng gỡ hòa được ghi do công của Pulisic. Một phút sau, lại là Azpilicueta kiến tạo để Giroud xoay người dứt điểm đưa Chelsea vươn lên dẫn 2-1. Kết quả này được giữ đến cuối trận. Chelsea rời sân Villa Park với chiến thắng 2-1. Với chiến thắng này, The Blues nới rộng khoảng cách với MU lên thành 5 điểm. Kết quả một số trận đấu khác diễn ra vào đêm qua: Bournemouth thất thủ 0-2 trước Crystal Palace, Newcastle bất ngờ thắng 3-0 trước Sheffield United, Everton và Liverpool chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng. Ở trận đấu bù vòng 25 Serie A, Inter Milan có cuộc tiếp đón Sampdoria trong ngày Serie A tái xuất. Gặp một đối thủ đang rất cần điểm để trụ hạng, nhưng Inter Milan vẫn nhập cuộc đầy hưng phấn và sớm có bàn thắng mở tỷ số từ phút thứ 10 nhờ công của Romelu Lukaku. Sau khi mở tỷ số, Lukaku lại ghi dấu ấn với đường chuyền sắc sảo cho Antonio Candreva. Thay vì dứt điểm, tiền vệ người Italia đã kiến tạo dọn cỗ để Lautaro Martinez dễ dàng ghi bàn trong thế không người kèm. Đội khách Sampdoria cũng có được một bàn thắng do công của tiền vệ Morten Thorsby. Chung cuộc, Inter Milan có được chiến thắng 2-1. Với chiến thắng này, thầy trò Conte vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng họ đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Juventus xuống còn 6 điểm. Đây là cách biệt không nhỏ, nhưng Nerazzurri vẫn còn nguyên cơ hội đua Scudetto trong 12 vòng đấu còn lại. Kết quả một số trận đấu khác diễn ra vào đêm qua: Torino hòa 1 đều với Parma, Verona vượt qua Cagliari với tỷ số 2-1 và Atalanta đại thắng Sassuolo với tỷ số 4-1. Với bàn thắng ghi được vào lưới Real Sociedad vào rạng sáng nay, Sergio Ramos đã trở thành hậu vệ ghi bàn nhiều nhất tại La Liga. Đây là pha lập công thứ 68 trong sự nghiệp của hậu vệ 34 tuổi ở đấu trường số 1 bóng đá Tây Ban Nha. Đây đã là bàn thắng thứ 9 của Ramos ở mùa này, trong số này có 7 pha lập công tại La Liga. Ramos cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp của mình ở La Liga vào mùa 2016-2017. Tuy nhiên, Ramos không được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày làm nên lịch sử. Không lâu sau khi ghi bàn, trung vệ người Tây Ban Nha phải rời sân vì chấn thương đầu gối. Ramos khá buồn bã và tỏ ra rất đau đớn khi rời sân. Hiện tại chưa rõ mức độ nghiêm trọng chấn thương thủ quân Real Madrid gặp phải. Frankie de Jong đã bỏ lỡ trận hòa không đều giữa Barca và Sevilla vào hôm qua vì chấn thương. Trong thông báo mới nhất, đội chủ sân Camp Nou cho biết tiền vệ người Hà Lan gặp vấn đề ở cơ bắp chân phải và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Athletic Bilbao vào thứ tư tới. Phía Barca không tiết lộ thời gian De Jong vắng mặt, nhưng truyền thông Tây Ban Nha đồn đoán tiền vệ 23 tuổi này sẽ phải ngồi ngoài vài tuần để chắc chắn là đòn giáng mạnh vào nỗ lực bảo vệ ngôi vương La Liga của Barca. Sau trận hòa không đều với Sevilla, Barca đã mất ngôi đầu vào tay đối thủ Real Madrid khi ở trận đấu vào rạng sáng nay, kèn kèn trắng đã vượt qua Real Sociedad. Tờ CN Sport mới đây đưa thông tin tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan gần như sẽ không gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup 2020. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi vì Thái Lan và Việt Nam là hai nhà vô địch gần nhất của giải đấu nên sẽ nằm cùng nhóm hạt giống và sẽ không đứng chung bảng đấu. CN Sport cũng cho rằng việc tránh được tuyển Việt Nam từ sớm là lợi thế của đội bóng xứ chùa vàng. Ngoài ra, việc bóng đá Thái Lan chưa thể trở lại do đại dịch Covid-19 cũng phần nào khiến cho người Thái Lan lo lắng cho đội chủ nhà. Thêm vào đó, ở sân chơi Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm, huấn luyện viên Nishino sẽ không thể có được đội hình mạnh nhất do Thái Lịch đá song song với AFF Cup. Đồng thời, ông cũng khó có sự phục vụ của các tuyển thủ thi đấu ở Nhật Bản vì vướng luật của FIFA. Vừa rồi là những tin chính trong buổi sáng ngày 22 tháng 6. Chúc các bạn một tuần làm việc mới thật hiệu quả và vui vẻ.